Câu 34, đề 4, thực chiến đề lý. Một sợi dây kim loại A được giữ cố định nhằm ngang, mang dòng điện Y hướng sang phải. Một sợi dây B nằm cân bằng song song một sợi dây. Và ở phía dưới sợi dây A, trong cùng một phẳng thẳng đứng với sợi dây. Thì đề bài yêu cầu các em xác định phát biểu đúng trong các phát biểu bên dưới. Thì ở đây ta có này, vì là sợi dây B nằm cân bằng đúng không? Thế nên, đầu tiên anh vẽ này. Vì trọng lực B hướng xuống dưới. Đúng chưa? Thế nên mà sợi dây B nằm cân bằng, thế nên là lực từ dưới lên trên. Đúng chưa? Thì dẫn đến là hai cái dây này sẽ hút nhau. Mà hai dây hút nhau khi nào nhỉ? Khi dòng điện của trên hai dây cùng chiều đúng không? Đúng chưa? Y này. Được chưa? Thì ra khi mà dòng điện trên hai dây cùng chiều thì chúng sẽ hút nhau. Vì thế nên là dòng điện trên sợi dây B hướng sang phải. Được chưa? Tôi đã chọn đáp án B. Rồi, chúc các em học tốt.